English 3, Students Book 2, Unit 17. What toys do you like? Lesson 1. English Sing Sing. Toy Song. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A ball is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A doll is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A car is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A robot is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A yo-yo is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A ball is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A doll is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A car is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A robot is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. What's in the box? A yo-yo is in the box. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta. Do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-do-ta-ta-ta. Vừa rồi cô và các con cùng ôn lại cấu trúc câu và từ vựng qua bài hát thật là vui nhộn. Bây giờ cô và các con cùng tiếp tục bài 17. Unit 17. Do you have any pets? Lesson 1. 4, 5, 6. Number 4. Listen and tick. Phần 4. Lắng nghe và đánh dấu tích. Trước khi vào bài nghe và đánh dấu tích, cô cùng các con tìm từ khóa và cấu trúc câu. Trong bài nghe có thể các con sẽ nghe được thông qua những bức tranh nào? Sentences, cấu trúc câu. Okay, look at my pictures. Các con cùng quan sát các bức tranh. Ở đây các bạn có nhiều đồ chơi và chúng ta thử hỏi xem các bạn thích đồ chơi nào, đồ chơi gì. Các con còn nhớ mẫu câu của giờ trước không? What toys do you like? Bạn thích đồ chơi gì? Trả lời I like. Tớ thích. Và chúng ta, nếu chúng ta thích những cái đồ chơi ở đây thì con sẽ cho một đồ chơi và chúng ta điền vào đây. Và chúng ta sẽ điền vào một danh từ viết ở dạng số nhiều. What toys do you like? I like balls. À, bạn thích đồ chơi gì? Tớ thích bóng. À, có quả bóng ở đây. Đây là một ví dụ và các con có thể thay thế từ balls bằng đồ chơi khác các con thích để được mẫu câu mới. Ok, next. Goose, từ vựng. What are they? Sheep.
Wooden ships. 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 Okay, next. One B. What are they? Balloons. Balloons. Okay. Balloons. Next. Two A. Ties. 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 Okay. Next. To be. What are they? Bones. Bones. Okay. Bones. Next. Three A. Robots. Robots. Okay. Robots. Okay. Robots. Next. The last one, 4B. What are they? Trucks. 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 Okay, next. Number 4. Listen and think. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe và đánh dấu tích. Đây là các bức tranh các con vừa tìm ra từ rồi và chúng ta đã ôn lại cấu trúc đó. Các con cùng lắng nghe. Now listen please. And tick. One. You like toys? Yes, I do. What toys do you like? I like planes. Two. Do you like robots? No, I don't. What toys do you like? I like kites. Three. Do you like ships? No, I don't. What toys do you like? I like trucks. Okay, vừa rồi các con thấy không? Chúng ta thấy cấu trúc câu What toys do you like? I like. Và chúng ta sẽ trả lời với các đồ chơi ở đây. Now listen again, please. And tick. One. You like toys? Yes, I do. What toys do you like? I like planes. Two.
Do you like robots? No, I don't. What toys do you like? I like kites. 3. Do you like ships? No, I don't. What toys do you like? I like trucks. Ok, vậy là các con đã tìm ra đáp án của mình. Well done. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về bài nghe. Next. Đây cô có lời của ba đoạn hội thoại chúng ta vừa nghe đấy. Các con cùng xem nào. One, my and Nam, do you like toys? Yes, I do. What toys do you like? I like balloons. Okay, balloons. Yeah. Number two, Nam, do you like robots? No, I don't. What toys do you like? I like kites. Number three. Do you like ships? No, I don't. What toy do you like? I like trucks. Okay. Ở đây cô chỉ lưu ý với các con là danh từ viết ở dạng số nhiều. Chúng ta sẽ đọc ví dụ toys. Toys, balloons, balloons, okay, robots, 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 okay, kites, kites, okay, now, ships, 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 trucks, okay, trucks. Okay. Nào bây giờ các con hãy nhìn vào ba bài hội thoại và lắng nghe lại xem cách luyến lấy cũng như là đọc các danh từ số nhiều ở đây như thế nào, và các con cố gắng chúng ta sẽ nhắc lại. Now listen and repeat. And take. One. You like toys? Yes, I do. What toys do you like? I like planes. Two. Do you like robots? No, I don't. What toys do you like? I like kites. Three. Do you like ships? No, I don't. What toys do you like? I like trucks. Now, okay. Đấy, các con đã nghe rõ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thực hành đọc lại cũng như là đóng vai hai bạn qua con rối của mình nhé. Okay, next. Five. Read and write. Đọc và viết. Now, look at the picture, please. Các con cùng quan sát bức tranh. Ở đây có các bạn và mỗi bạn đều có một đồ chơi. Và chúng ta cùng xem đoạn văn. Xem ai viết đoạn văn này nào. Hi, my name is Nam. À, bạn Nam viết về các bạn của mình và những đồ chơi. Bây giờ chúng ta cùng xem nào. Hi, my name is Nam. I am in the playroom with my friends. I like balloons. My like drones. One and four like ships. Linda like kites. Peter and Tori like trucks.
We had a lot of fun in the playroom. Chúng ta có từ playroom, phòng nghỉ chơi. Nào, xin chào, tên của tớ là nào? Tớ đang ở trong phòng chơi đồ với các bạn. Tớ thích máy bay. Bạn Mai thì thích gì đấy? Thích búp bê. Bạn Quân và bạn Phong thích tàu thủy. Bạn Linda thích diều. Bạn Peter và Tony thì thích xe tải. Chúng tớ có rất nhiều niềm vui ở trong phòng chơi đồ. Ok, nào, bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn văn và điền những thông tin còn thiếu vào các câu dưới đây. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ok, now the children are in the... các bạn nhỏ ở trong phòng gì cả lớp nhỉ? Ok, playroom. Đang ở trong phòng chơi. Ok. Number 2. Nam likes. Nam thích cái gì? Planes. Ok. Nam like planes. Ở đây cần lớp lưu ý, các con thấy là trên này là bạn Nam đang viết về mình và các bạn của mình. Bạn Nam sẽ viết là I like planes. Nhưng ở đây chúng ta viết về bạn Nam. Nam likes. Ở đây chúng ta chia thêm cho hồi Nam và planes. Nam thích máy bay. Vậy thì các con lưu ý ngôi thứ nhất động từ không chia, còn ngôi thứ ba số ít nam tính với ngôi thì động thay từ chúng ta chia đây. Lưu ý nhé, tương tự như vậy. Mai cũng vậy, đi đè và Phong và Quân thì là ngôi thứ ba số nhiều rồi, hai bạn động từ cũng không chia. Ok, now number 3, my likes. Now my likes drones. Ok, drones. Well done. Number 4. Quân and Phong like. Quân and Phong like. Ships. Ok, next. Number 5. Linda likes kites. Okay, Linda likes kites. Number 6. Peter and Tony like trucks. Okay. Trucks. Okay. Well done. Now, repeat please. The children are in the playroom. Nam like planes. Mai like drones. Quan and Phong like ships. Linda like kites. Peter and Tony like trucks. Vậy chúng ta thấy ở trên này bạn Nam viết về mình và các bạn của mình, còn ở dưới đây chúng ta đi hoàn thiện những thông tin còn thiếu. Ở đây là chúng ta đang viết về các bạn nhỏ ở trên này đấy, khác nhau là như vậy. Và từ đây các con lưu ý ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba để chia động từ. Ok, Here. Okay. Now, next. Six. Let's write. 1. What toys do you have? Bạn có đồ chơi gì? Câu này chúng ta sẽ trả lời tớ có.
I have. Và chúng ta sẽ điền danh từ và đồ chơi vào đây. Ví dụ, ships. I have ships. Tớ có tàu thủy. Chúng ta có thể thay thế danh từ này bằng các danh từ đồ chơi khác. Ok. Number two. Do you like trucks? Bạn thích xe tải không? Tương tự như vậy. Ships. Bạn thích tàu thủy không? Kites. Bạn thích diều không? Planes. Máy bay. Bạn thích máy bay không? Câu này chúng ta bắt đầu bằng do. Khi trả lời yes, xác nhận hoặc no, không xác nhận. Nếu như các con thích, chúng ta trả lời yes, I do. Còn không thích, no, I don't. Trả lời một trong hai câu này. Xác nhận, không xác nhận. Ok. Number three, where do you keep your toys? Bạn giữ đồ chơi của mình ở đâu? Ở đây cô lấy ví dụ là cô giữ những đồ chơi của mình ở trong phòng ngủ. I keep them in my bedroom. Chúng ta có thể thay thế in my bedroom bằng những nơi khác và còn để đồ chơi. Ví dụ, on the shelf. Ok. In the cupboard. Ok, vân vân. Chúng ta có thể để ở đây. Đó, từ them ở đây thay thế cho từ toys. Tớ giữ chúng ở trong phòng ngủ. Ok. Well done, next. Not. Ghi nhớ. Sentences. Mẫu câu. What toys do you like? Bạn thích đồ chơi gì? I like. Tớ thích. Và chúng ta sẽ điền vào đây một danh từ về đồ chơi hoặc hai. I like balls. Tớ thích bóng. Ok. Con có thể thay thế danh từ này bằng các đồ chơi khác. Ok. Words. Từ vựng. Trong bài ngày hôm nay, các con ghi nhớ giúp cô những danh từ ở dạng số nhiều. Và đây là những đồ chơi mà các con hãy chơi hàng ngày, các con yêu thích đấy. Ships, drones, kites, planes, robots. Ok, robots. Ok. Now, next. Project, dự án nhỏ hay là phần bài mà các con đang làm sau mỗi buổi chúng ta học xong đấy. Now, write 5 sentences about your toys. Write 5 sentences about your toys. Viết 5 câu về đồ chơi của mình. These are my toys. I have. Tất nhiên ở đây dành từ về đồ chơi. It is in or under. Nó ở đâu đấy? À, vị trí mình để ở đâu, mình cất giữ nó ở đâu? Và các con sẽ viết 5 câu để thành một đoạn văn giới thiệu về đồ chơi của mình nhé. Bài học hôm nay của cô đến đây là hết rồi. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi bài giảng tiếp theo nhé. Cô chào các con. Bye bye.